cờ của mình là ai Jun? Dạ, yeah, anh em. Jun Phạm. Đội chính nghĩa là ai? Thư Đình. Thư Đình. Đó. Bây giờ hai bạn ai là người lên ghế trước? Hoa quả tù xì đi. Hoa quả tù xì hả? Mấy lần? Hoa một lần thôi cho mẹ. Một lần thôi. Nhanh như chớp em ạ. Ồ, nhanh như chớp. Một, hai, ba. Rồi, thắng. Lên ghế. Cố lên chưa đâu. Cố lên chơi. Cùng đến với chú Phạm trong Nhanh như chớp. Chớp. Em nhớ nhắc nha. Ừ, em nhắc mà. Nhắc phải nhắc lớn kìa. Ủa, không phải đội mình đúng không? Ừ. Trời ơi. Không, nhả đội chung đó nhà. Bây giờ cả cái chuyện mà người ta đội nào mình cũng không nhớ luôn hả nhả? Ê bạn. Bị hoang mang rồi. Thế nhả lên thi toàn gì bên đội em không ạ? Dạ. Ừ, sao vậy? Bà lo ai trả lời? Harry Potter làm gì mà giờ nhả hoang mang luôn. Rồi. Câu đầu tiên. Muốn giữ quần jean như ban đầu, ta nên làm gì? Ít mặc, phơi nắng. Hả? Không mặc, nói chung là không mặc là được. Chính xác. Wow. Con nhà ai là hoàn hảo nhất trong mắt ba mẹ khó tính? Con nhà người ta. Chính xác. Wow. Việc làm đầu tiên mỗi sáng thức dậy là gì? Mở mắt. Chính xác. Wow. Con số gì có hai đầu chín đuôi? Hai đầu chín đuôi. Nhì, hai đầu 29. Chính xác. Nó dễ quá mà. Ủa? Hai đầu chín đuôi thì 29 chứ bây giờ đơn chi vậy? Vậy? Okay. Đơn giản lắm, anh không bao giờ đọc những câu rắc rối dành cho em hết. Số 4 rồi đó. Nếu ba con mèo bắt được ba con chuột trong 3 phút thì cần bao lâu để 100 con mèo bắt được 100 con chuột? Ba con mèo bắt được ba con chuột trong 3 phút thì 100 con mèo bắt được 100 con chuột trong bao nhiêu phút phải anh hỏi vậy? Ok. Anh ơi nhanh đi, thời gian hết rồi. 3 phút. Chính xác. Trời ơi. Con cua Cà Mau đỏ thân dài 10 cm, một sải càng là 50 mm, chạy đua với một con cua 5 căn xanh cũng dài 10 cm, nhưng một sải càng là 60 mm. Tuy nhiên một chân của nó đã bị gãy, hỏi con cua nào chạy nhanh hơn? Con cua xanh, tại con cua đỏ đã chết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Không, cái này là Chun Phạm rất là thông minh. Bởi vì sao? Nếu mà nói là con cua đỏ không á thì cũng không đúng. Bởi vì nước ngoài có nhiều con cua chưa luộc đã rất là đỏ. Nhưng mà ở đây quy định là con cua Cà Mau. Ờ. Hay quá thiệt. Loài gấu nào có thể sống chung với hòa bình với con người mà không phải qua huấn luyện? Quá dễ. Gấu nhồi bông. Chính xác. Câu sắp tới mà nếu anh trả lời là chắc chắn đúng, bởi vì rất là dễ và anh hoàn toàn biết những cái này. Vậy hả? Nhiều khi em nghiêm không biết á. Em sẽ lười biết. Rồi. Em quê ở đâu? Ở quận 4. Ồ, chắc chắn trả lời sai. Rồi rồi thử coi. Tre có nở hoa hay không? Em nghĩ cây nào thì cũng có hoa, chắc là tre có hoa. Có, chính xác. Trời ơi, đã đúng hả? Tám câu đúng liền không? Một cây tre ra hoa bao nhiêu lần trong đời? Một cây tre, em nếu mà nói vậy chắc là một lần. Chính xác. Năm vòng, năm vòng cầu cho lát cờ Olympic tượng trưng cho điều gì? Không nghe. Năm, năm qua châu, năm châu lục. Jun Phạm 20 triệu đồng, người đầu tiên trong chương trình Nhanh như quá dữ dội. 20 triệu dành riêng cho cá nhân Jun mà thôi. Ủa vậy hả? Đúng, đúng rồi. Thôi anh sẽ bao hai đứa đi ăn. Rồi xuống
đi em. Dạ. Anh bây giờ người ta thắng rồi, mình cho người ta xuống nhanh xuống chậm. Vẫn xuống vội vã cho anh. Chương trình nhanh như chớp, thuộc về chuông hạt. 20 triệu đồng đã thuộc về chuông hạt. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ Thứ Đình. Hello. Hello cả nhà. Biết tin gì chưa? Dạ, biết tin gì anh? Anh Chu nhường cho em thắng luôn hả? Cái gì? Anh Chu nhường cho em thắng 10 câu luôn hả? Anh Chun vừa thắng 20 triệu đồng. Wow. Điều đó có nghĩa là gì? Em chắc chắn thua. Nhưng mà không sao, biết đâu em vượt qua số 10, em rớt bên kia thì sao? Rớt bên kia thì sao? Đúng không? Chào đón Thứ Đình. Ôi, em chắc chắn rồi. Câu cuối em không nghe anh Giang đọc gì luôn mà anh nghe được hay ghê. Năm châu lục. Chương điện sẽ chơi như thế nào? Các bạn có thể xem trong chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ok. Muốn giữ quần jean như ban đầu thì ta nên làm gì? Không mặc nó. Chính xác. Con nhà ai hoàn hảo nhất trong mắt ba mẹ khó tính? Con của ba mẹ đó. Không chính xác. Ba mẹ mình thì bình thường là khó tính hơn chứ. Con nhà người ta. Con nhà người ta. Đúng rồi, đáp án là con nhà người ta. Câu hỏi tiếp theo. Việc làm đầu tiên mỗi sáng thức dậy là gì? Là mở mắt. Chính xác. Con số gì có hai đầu chín đuôi? 29. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Nếu ba con mèo bắt được ba con chuột trong vòng 3 phút thì còn bao lâu để một trăm con mèo bắt được 100 chuột? Nếu ba con mèo bắt được ba con chuột trong vòng 3 phút. Dễ mà. Trong vòng 3 phút thì bao nhiêu phút để cho 100 con bắt được 100 con chuột? Đúng rồi. 3 phút luôn. Chính xác. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con cua Cà Mau đỏ thân dài 10 cm. Con cua Cà Mau đỏ thân dài 10 cm. Một sải càng là 50 mm. Một sải càng là 50 mm. Chạy đua với một con cua 5 cân xanh cũng dài 10 cm. Con cua gì? Cua 5 cân em, ở dưới 5 cân như Cà Mau á. Dạ. Dạ cũng dài 10 cm. Đúng rồi, nhưng một sải càng là 60 mm. Một sải càng là 60 mm. Tuy nhiên một chân của nó đã bị gãy. Hỏi con cua nào chạy nhanh hơn? Con cua nào nhớ lại hơn? Nhớ lại cái câu hỏi. Con cua Cà Mau đỏ. Đúng rồi, Cà Mau dài đỏ. 10 cm. Sải càng con là dài 50. Ở bên kia bầu trời. Con cua kia là tình buồn đau đớn đi con cua. Đang nằm đầy gian có thể thở chẳng cho lòng chàng. Là bây giờ màu đỏ hay là màu xanh? Màu đỏ hay màu xanh? Lặng bờ trong. Màu xanh thôi. Màu đỏ hay màu xanh? Tình buồn con cua tháng năm đầy. Màu xanh. Xin xác. Nhưng mà tại sao bạn trả lời là màu xanh? Tại vì cái sải càng nó dài hơn. Cái này nhưng mà dù sao cũng là màu xanh thì đúng rồi. Thật ra thì con cua xanh nhanh hơn vì con cua đỏ là đã bị luộc rồi. Oh man. Rồi câu hỏi tiếp theo. Loài gấu nào có thể chung sống hòa bình với con người mà không phải qua huấn luyện? Loài gấu nào có thể sống chung hòa bình với con người mà không phải qua huấn luyện? Đúng là gấu bông. Chính xác. Tre có nở hoa hay không? Tre có nở hoa hay không? Có. Có. Tre có nở hoa hay không? Có. Không có. Có chứ, có. Có, em trả lời. Chính xác. Một cây tre ra hoa bao nhiêu lần trong đời? Một lần. Chính xác. Hết giờ. Rồi, hết giờ cũng cao. Vậy là cũng là điểm khá cao rồi. Rồi xin mời bạn. Vậy là Thứ Đình đã đúng 7 câu liên tiếp. Xin chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, tuy nhiên thì với sự xuất sắc của Jun thì chiến thắng ở lượt đối đầu này đã thuộc về đội của Chun Phạm. Xin chúc mừng.